Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành với kênh Ô tô 360 của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thì hôm nay chúng tôi lại trở lại với công việc của mình rồi. Chắc quý vị và các bạn cũng đang chuẩn bị trở lại với công việc của mình đúng không ạ? Chúng tôi chúc các bạn có một tuần làm việc mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ô tô 360 của chúng tôi lại rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở phiên bản sedan và ở phân khúc hạng D. Đến từ thương hiệu rất nổi tiếng từ Nhật Bản, đó là thương hiệu Mazda. Đây chính là chiếc xe Mazda 6 ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 và là bản 2.0. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển số rất là đẹp ạ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, chúng tôi lại quay chi tiết và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem. Chiếc xe này mới chạy được 5 vạn thôi quý vị và các bạn ạ. Và tôi cam kết chiếc xe này còn nguyên bản, chưa đâm đụng, chưa ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Máy móc zin hết ạ, tất cả keo chỉ còn nguyên zin, chưa có đâm đụng, chưa va chạm một chút nào, chưa mất một phân keo chỉ nào. Đây là tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem về tổng thể của chiếc xe này cho quý vị các bạn cùng xem. Đầu tiên là tôi sẽ quay về cái phần ngoại thất cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Đây là cái phần ba đờ sốc trước của chiếc xe. Ba đờ sốc trước cũng như cái mặt ca lăng của chiếc xe ở Mazda 6 ở phân khúc hạng D này rất là sang trọng và lịch sự ạ. Xe đã trang bị đầy đủ option rồi ạ. Từ đèn bi xenon và cặp đèn gầm. Rất là đẹp ạ. Và cái ca lăng của chiếc xe này rất đẹp. Ở cái phân khúc hạng D nó cũng là cái chiếc xe sang trọng, cho nên là Mazda đã trang bị cho chiếc Mazda 6 này rất là đẹp ạ. Xi nhan được tích hợp trên gương rồi ạ. Và cái bộ la răng đúc rất là đẹp ạ. Xi nhan được tích hợp trên gương và cái bộ la răng này rất là đẹp ạ. Và đây là cái phần ba đờ sốc sau của chiếc xe. Chiếc xe cũng đã được trang bị bô đôi và cảm biến lùi, camera lùi tích hợp hết lên chiếc xe Mazda phiên bản Mazda 6 2015 này rồi ạ. Kiểu dáng sedan cho nên là chiếc xe này rất là dài, ở cái phân khúc hạng D này cho nên là chiếc xe rất là dài. Và Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 6 này là full option rồi, từ khóa thông minh để nổ start top, điều hòa tự động hai vùng, cửa nóc, cảm biến lùi, camera lùi, đầu DVD, màn hình giải trí đa phương tiện, nội thất da, la răng đúc và ghế điện rồi ạ. Đây là cái phần ba đời sốc sau của xe, quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây là cái phiên bản Mazda 6, tất cả còn nguyên bản và rất là mới ạ. Những xe ô tô ở phân khúc hạng D thì nó đã thuộc cái dòng xe hạng sang rồi, cho nên là chiếc xe này được chủ xe đi rất là ít và giữ gìn, cho nên là còn rất là đẹp. Tất cả còn đẹp, đẹp từ nội thất cho đến ngoại thất, tất cả còn nguyên bản ạ. Đây là cái phần xi nhan cũng đã được tích hợp trên cái gương, và gương này là gương gập điện ạ, gương gập điện và chỉnh điện rồi đấy ạ. Quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi camera của chúng tôi để chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem chiếc Mazda 6 này nó còn đẹp như thế nào đây ạ. Chiếc xe này còn rất là mới và đẹp ạ, vì sử dụng mới chạy có 5 vạn km thôi. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây là cái cặp đèn pha của chiếc xe, đèn pha trang bị đèn pha bi xenon và có tích hợp rửa đèn pha rồi đấy ạ. Và cái ba đời sốc trước này cũng đã được trang bị lên một cái cặp cảm biến rồi ạ. Đây là cái phần la răng của chiếc xe đấy ạ. La răng và lốp còn rất là đẹp, lốp rất là dày đấy ạ. Chiếc xe mới chạy có 6 vạn km thôi cho nên lốp rất là dày. Quý vị và các bạn cũng yên tâm mua chiếc xe này về thì không phải thay lốp đâu ạ. Lốp này cũng chạy được vài vạn nữa mới phải thay cơ. La răng cũng đẹp, chưa có xước sát gì cả. Tất cả còn rất mới, rất đẹp. Vì ở cái phân khúc hạng D này thì chủ xe đi rất là giữ gìn.
Xe được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start stop, đây là cái nút bấm mở cửa đấy ạ. Quý vị các bạn chỉ cần chạm tay bấm là sẽ được mở cửa, kể cả cánh lái hay là cánh phụ cũng đã được cái tích hợp cái nút chạm bấm mở cửa trên cánh cửa đây rồi ạ, không phải dùng đến chìa khóa để bấm. Rất là tiện lợi ạ. Và đây là cái phiên bản Mazda 6, Mazda đã trang bị cho cái phiên bản Mazda 6 2.0 này là full option. Từ nội thất ra la răng đúc khóa thông minh, đèn nổ start stop và cảm biến trước sau. Và đặc biệt đã có trang bị thêm một chiếc camera lùi đây rồi ạ. Giúp cho chiếc xe này nếu như chúng ta lùi cũng đã dễ dàng hơn ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất. Phiên bản Mazda 6 đây ạ. Sau đây tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất của chiếc xe ạ. Tôi quay trước là cái tab bi của cái cánh cửa bên lái đấy ạ. Từ keo chỉ của nó cũng còn nguyên bản, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả đâu ạ. Tab bi cửa còn rất đẹp ạ. Gương, đây là cái cụm điều khiển lên xuống kính này. Gương gập điện này. Chiếc xe đã được trang bị gương gập điện ở cái phân khúc hạng D này, cho nên là option là tương đối đầy đủ hết rồi đấy ạ. Và các chế độ của chống trơn trượt này. Vô lăng còn rất là đẹp ạ, vì chiếc xe này cũng chạy có hơn 5 vạn thôi, cho nên là cái vô lăng này còn rất là đẹp ạ. Nội thất là nội thất da. Nội thất da nguyên bản của xe rất là cao cấp ạ, trang bị cửa sổ trời đấy ạ, hay còn gọi là cửa nóc ạ. Ở cái phiên bản Mazda 6 này thì là nội thất da và ghế da này là cũng đã được trang bị là ghế điện rồi ạ. Ghế điện kể cả ghế lái và ghế phụ đều là ghế chỉnh điện và có chế độ nhớ ghế hai vị trí. Ghế chỉnh điện là 8 hướng và nhớ ghế 2 vị trí rồi ạ. Tất cả nội thất còn rất là đẹp ạ. Quý vị các bạn theo dõi camera của chúng tôi thì quý vị các bạn sẽ thấy được cái chất lượng của xe này nó như thế nào ạ. Tôi vừa quay vừa mô tả cho quý vị các bạn cùng xem và quý vị các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng này nó còn mới như thế nào ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 600 thôi ạ. 600 giá 600 một tí thôi ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ đấy ạ, cũng giống như chiếc táp bi cửa phía trước thôi. Tất cả keo chỉ còn nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản, gioăng cửa cũng còn nguyên, tất cả còn nguyên, chưa có dấu hiệu của sự rách nát hay là cũ đâu ạ. Tất cả còn đẹp lắm, bậc cửa còn ốp chrome, rất là đẹp. Ở cái phân khúc hạng D này thì Mazda đã trang bị cho chiếc Mazda 6 này là cả cửa gió cho người ngồi ở hàng ghế sau này ạ. Cho nên là quý vị và các bạn ngồi sau thì điều hòa cũng rất là mát ạ. Và khi lên xe cái là điều hòa nó mát ngay chứ không phải chờ đợi. Hàng ghế sau này ghế da còn rất là đẹp ạ. Ghế da cao cấp đấy ạ. Tiếp đến tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ. Tất cả cũng còn đang rất là mới và đẹp ạ. Gioăng giếc rồi thì keo chỉ còn nguyên, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Tôi cam kết chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn nguyên hết ạ. Xe rất là mới và đều xe đấy ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Trần xe cũng rất là đẹp ạ, sạch sẽ và mới ạ. Bậc cửa là bậc ốp chrome, bậc cửa này là bậc ốp inox để chống xước đấy ạ. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ đây ạ. Tất cả cũng đều giống nhau thôi, keo chỉ còn nguyên, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có va chạm gì cả đâu ạ. Tất cả còn nguyên hết ạ. Keo chỉ này còn nguyên. Và chiếc táp bi cửa này cũng còn rất là mới, chưa có xước sát hay là chưa có vấn đề gì cả. Tất cả còn rất là đẹp, đều. Chiếc xe rất là đều xe ạ. Táp lô cũng rất là mới và sạch sẽ đây ạ. Ghế da, đây là chiếc ghế bên phụ cũng được trang bị ghế điện đây ạ. Ghế bên phụ cũng được trang bị là ghế chỉnh điện.
vì là ở cái phân khúc hạng D này rồi, cho nên là nếu như ở Việt Nam mình thì phân khúc hạng D cũng được xếp vào cái dòng xe sang đấy ạ. Chiếc Mazda 6 này cũng được sánh vai với những chiếc xe ví dụ như Honda Accord hay là Toyota Camry đấy ạ. Cho nên option rất là nhiều đấy ạ. Và ở cái phân khúc hạng D thì chiếc cốp này rất là rộng rãi ạ. Quý vị và các bạn cùng xem tôi quay là keo cốp này rất là rộng và sâu để rất là nhiều đồ đấy. Và phần keo chỉ ở cái nắp cốp này, rồi ốc ở cái nắp cốp này tất cả còn nguyên bản, chưa mất phần keo chỉ nào cả. Tất cả còn đẹp, điều này chứng tỏ là cái chiếc xe này cũng không va chạm từ phía sau. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Cốp thì rất là rộng, quý vị và các bạn đi du lịch cho gia đình thì có thể để được rất là nhiều đồ đấy ạ. Tất cả còn rất là nguyên bản và rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Lốp sơ cua cũng còn rất là đẹp ạ. Đấy là cái đồ của Mazda trang bị cho chiếc xe này là cái dây câu đấy, dây câu điện đấy. Và đây là chiếc lốp sơ cua, chiếc xe tất cả phụ tùng còn nguyên bản, lốp sơ cua chưa hạ, chưa dùng một lần nào cả. Tất cả còn rất là mới và đẹp ạ. Lốp sơ cua còn rất là mới, chưa dùng, tức là chưa hạ lốp sơ cua đấy. Đây là cái phần cửa sổ trời của xe đấy, hay còn gọi là cửa nóc của xe đấy. Tôi mở cái cửa nóc này ra cho nó thoáng một chút ạ. Đây, đồng hồ km của xe đấy. Quý vị các bạn cùng xem là 5 vạn km rồi đấy. Cũng được tích hợp các phím điều khiển đấy. Và cũng đã được trang bị lên Cruise Control, tức là ga tự động. Nếu như quý vị và các bạn đi ở đường cao tốc thì cái chế độ này đi rất là thích ạ. Rất là nhàn ạ. Vô lăng còn rất là đẹp ạ. Xe cũng đã được trang bị cái màn hình giải trí đấy ạ. Màn hình giải trí và đầu DVD. Khóa thông minh, đề nổ start tốt đấy ạ. Màn hình và đầu DVD đấy ạ. Màn hình giải trí đa phương tiện tích hợp lên DVD và GPS bản đồ đấy. Điều hòa thì tự động hai vùng độc lập. Vô lăng cần số còn rất là đẹp ạ. Vì chiếc xe chạy có 5 vạn km thôi, cho nên là cái vô lăng cần số này còn rất là đẹp, chưa có. Táp lô cũng rất là đẹp, chưa có xước sát gì cả đâu ạ. Ở cái phân khúc hạng D cho nên chủ xe đi rất là giữ gìn. Gương chiếu hậu này là gương chống chói rồi đấy ạ. Trần xe rồi cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Chiếc xe này tương đối là đẹp đấy ạ. Tôi kiểm tra lại cái cửa nóc này cho quý vị và các bạn cùng xem, bạn xem nó có hoạt động trơn tru không ạ. Đấy, chiếc cửa nóc của chiếc xe này mở ra thì rất là thoáng mát ạ. Đấy, quý vị các bạn thấy chưa, cái cửa nóc này đang rất là hoạt động, rất là trơn tru ạ. Kéo cái rèm này lại thì là nó chống nóng. Trần cũng rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Kiểu dáng thiết kế của Mazda 6 rất là sang trọng và không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa thì sau đây tôi sẽ giới thiệu về cái phần động cơ cho quý vị và các bạn cùng xem. Mazda đã trang bị cho cái Mazda 6 này là một chiếc động cơ 2.0 lít và là động cơ xăng. Đây là động cơ xăng đây ạ, và tôi quay chi tiết cho quý vị bạn đầu phần đầu xe. Vì đi mua xe cũ là mình quan tâm nhất là xem chiếc xe này nó có đâm đụng hay không, máy móc có nguyên bản hay không đây ạ. Đây là tôi quay sát vào từng cái ốc cho quý vị và bạn cùng xem. Từ cái ốc chân máy cho đến ốc xương đầu, ốc máy, tất cả tôi đều quay sát vào cho quý vị và bạn cùng xem đây ạ. Tất cả các ốc nó còn nguyên bản, chưa có dấu hiệu của sự tháo rỡ ra ốc ra, cho nên là nó còn nguyên bản hết. Thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này là chưa có đâm đụng, chưa va chạm gì cả, máy móc còn nguyên. Tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay là chưa ngập nước gì đâu ạ. Đây là cái phần ốc và cái phần xương đầu xe.
tôi cũng quay sát cho quý vị bạn cùng xem đây. Tất cả những cái ốc này nó còn nguyên chưa tháo ra đâu ạ. Và ốc máy các thứ, đây là số máy của xe đây ạ. Quý vị bạn xem thấy chưa? Số máy cũng rất là sáng đấy. Tất cả máy móc này còn đẹp như mới. Sau 5 năm sử dụng thì chiếc xe này còn rất là đẹp và mới à, vì nó ở cái phân khúc hạng D. Ở cái phân khúc hạng sang này thì chủ xe đi rất là giữ gìn và cẩn thận, cho nên chiếc xe này còn rất là đẹp. Nếu như ở cái phân khúc hạng A, hạng B thường là chạy dịch vụ hay là đi kinh doanh vận tải thì chiếc xe nó không bao giờ còn được đẹp như thế này đâu ạ. Đây là cái phân khúc hạng D và ở cái phân khúc xe sang, cho nên chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip và đăng ký kênh. Tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Nếu như quý vị và các bạn thấy chiếc xe này còn đẹp, video chúng tôi làm hay thì mời quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi cập nhật lên trên kênh ô tô 360 này. Chúc quý vị và bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để xem xe và lái thử chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi cập nhật lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Mm-hmm.